chuyện gì vậy cháu? Bố mẹ cháu lại cãi nhau nữa rồi. Cháu buồn lắm bà. Cháu yêu của bà. Bố mẹ cháu cãi nhau vì bố mẹ cháu không còn yêu thương nhau. Bây giờ bà cháu mình cùng nhau cầu nguyện cho bố mẹ cháu biết yêu thương nhau, để gia đình mình được hạnh phúc cháu ạ. Vâng ạ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm người như chúng con, nên Ngài hiểu được đau khổ do sự bất toàn và yếu đuối của phận người chúng con. Xin Ngài ban cho gia đình con hòa thuận yêu thương nhau, noi gương thánh gia sống đẹp lòng Chúa, để gia đình chúng con được đón mừng Chúa Giáng sinh trong yêu thương và hạnh phúc. Amen. Bà ơi, tại sao con Thiên Chúa lại làm người như chúng ta hả bà? Vì ngay từ khởi đầu, con người đã phạm tội chống lại lệnh truyền của Thiên Chúa. Tội đó đã cắt đứt tương quan giữa con người với Thiên Chúa, và con người phải sống trong đau khổ và sự chết. Nên Thiên Chúa đã hứa ban con một là Đức Giêsu xuống thế làm người để cứu con người khỏi chết bởi tội. Trên đường về nhà, bà sẽ kể cho cháu nghe. Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng. Bóng tối bao trùm vực thẳm. Thấy có ánh sáng. Từ thuở hoang sơ nào, mặt trời chưa ra đời, mặt trời chưa ra đời. Tình yêu Chúa cao vời, phủ lấp đất trời, trải khắp muôn đời. Một hạt cát bé nhỏ, một hạt cát bé nhỏ, từ trong cõi đất bụi, từ trong cõi đất bụi, gọi con đến cõi đời, làm kiếp con người. Tình Chúa muôn đời sáng tươi. Adam, người cùng với sao? Con có, nhưng con chỉ có một mình. Người hãy đi ngủ đi, ta sẽ tìm cho ngươi một trợ tá tương xứng. Thiên Chúa thấy con người ở một mình không tốt, Người cho một giấc ngủ ập xuống trên con người. Và Thiên Chúa lấy một chiếc xương sườn của Adam, rồi tạo ra người nữ. Một bông hoa trắng trong vườn yêu Adam nhẹ nâng. Một bông hoa thắm e và ngắt dâng cho người yêu. Chúa đã kết liên, con nguyện ước không khi phân lìa. Tình yêu một đời sẽ thắm nồng và mãi chung trên. Để bông hồng tình yêu Chúa chúc phúc duyên tình thắm nồng. Dẫu trong bể dâu Chúa chúc lành tình mãi kiên trôi. Yêu nhau trong Chúa trong tình mến yêu muôn người thiết tha. Dù năm tháng phai nhòa, cùng Chúa đi tình vẫn nồng. Em thấy cây ở giữa vườn quả mới đẹp làm sao? Em đã hái chúng chưa? Chưa, sao vậy Adam? Đó là cây Thiên Chúa cấm. Người nói khi nào chúng ta ăn thì chúng ta sẽ phải chết. Thật đáng sợ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ ăn nó đâu. Cô Eva, cô đây đừng sợ. Tôi hôm nay đến đây chỉ để tìm cho mình trái ngon. Ở giữa vườn xa xa có trái trong thật ngon ngon. Này hỡi Eva, bà nếm chưa? Thôi quên đi, quên đi, quên đi, hãy trái cây trong vườn.
chiều đêm cha tôi ăn ngoài chia cây giữa vườn. Tới đây luôn vẫn là ngày, tới không làm ngại buồn. Nhớ nhớ ông không nên đụng vào trái cây. Lời ta nói là đúng mà. Bởi vì con người đã không nghe lời Thiên Chúa của nó mà nghe lời ta, nên ta sẽ cám dỗ nó để nó mãi mãi là nô lệ của ta. Adam, 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 con nghe thấy tiếng Ngài, con sợ hãi vì con trần truồng. Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây ta cấm không? Người đàn bà đã dụ dỗ con ăn trái cây ấy, nên con ăn. Eva! Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn. Rắn! Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Ta sẽ gây mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Các ngươi hãy ra khỏi đây, vì các ngươi không còn thuộc về nơi này nữa. Adam, anh đi về đâu đó? Adam, quên đi lời Thiên Chúa. Hai trai trắng ngon ngọt nhưng đắng cay. Vườn địa đàng những bước thanh thang, đôi cánh chim như hình với bóng. Vườn địa đàng nước mắt ăn năn, trong phút giây thấy đời. Sau khi Adam và Eva bất tuân lệnh Chúa, thì tiến trình sự chết bắt đầu. Con người ngày càng đắm chìm trong tội lỗi. Adam và Eva sinh được hai người con trai là Cain và Abel. Cain là người anh làm nghề cày cấy đất đai, còn Abel là người em thì làm nghề chăn chiên. Do ghen tương mà Cain đã giết Abel. Đây là án mạng đầu tiên trong lịch sử cứu độ, khi hai anh em cùng dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con xin dâng Ngài sản phẩm đầu mùa tốt nhất do chính tay con làm ra. Xin Ngài thương nhận lễ vật. Abel, ta rất hài lòng và đón nhận lễ vật của con, vì ta thấy tình yêu của con dành cho ta. Ta sẽ ban phúc lành cho con. Thiên Chúa có hiểu nỗi khổ của tôi không? Đây hoa màu tôi trồng nơi sỏi đá, phải đổ mồ hôi mới có. Đây hoa trái tôi dâng trả lại Ngài. Cain, ta cảnh cáo con, bây giờ hãy đi và làm việc chăm chỉ hơn, và hãy dâng cho ta món quà khác khi trái tim con tinh khiết hơn. Cain, em sẽ đợi anh cùng về chung. Anh có muốn ăn bánh mì không? Em mang theo này. Tại sao mọi người đều yêu thương mày hơn? Ngay cả Thiên Chúa cũng thế. Không phải đâu. Đó là sự thật. Và tao ghét tất cả bọn họ. Tao ghét cả mày nữa. Tao phải giết mày. Cain, em là em của anh mà. Mày phải chết. Ôi Chúa ơi, tôi đã làm gì vậy? Không được, phải phi tang nó. Cain, em ngươi đâu? Tôi không biết. Tôi đâu phải là người canh giữ nó đâu.
Tiếng máu của em ngươi đang kêu tới ta. Tôi không biết. Xin đừng đuổi tôi đi. Xin đừng. Ta sẽ đặt trên ngươi một dấu hiệu và không ai có thể làm hại được ngươi. Ôi lạy Chúa, Ngài thật giàu lòng thương xót, con xin tạ ơn Ngài. Tội ghen tị và giết chết nhau vẫn tồn tại trong gia đình nhân loại. Trong bối cảnh cuộc sống hôm nay, con người loại bỏ Thiên Chúa, vòng bóng tình yêu trong gia đình, vì người ta say sưa chạy theo lợi nhuận vật chất, những đam mê trần tục, những khát khao hưởng thụ vô độ, thì những giá trị đạo đức và những chuẩn mực luân lý bị coi thường và hạ thấp. Sự chung thủy trong hôn nhân ngày càng hiếm hoi trong các gia đình. Ôi, sao hôm nay thời tiết khó chịu thế nhỉ? Alo, em yêu, có gì mà gọi anh nhiều thế hả cưng? Cả một tiếng đồng hồ, anh không nhắn tin, không gọi điện cho em giận luôn đó. Ồ, anh sẽ tới ngay mà cưng. Vợ yêu ơi, tối nay anh có cuộc họp đột xuất nên về muộn đấy. Em đừng chờ anh nhé, vợ yêu. Đột xuất? Anh thì lúc nào cũng đột xuất với những cuộc hẹn hò. Anh đừng tưởng tôi không biết chuyện gì. Tôi đã nghe hết cả rồi. Biết chuyện thì đã sao? Tôi đi việc của tôi, cô không phải nói nhiều. Còn con nữa, con đi đâu mà giờ này mới về? Thì con đi việc của con. Với lại nhà này có gì hấp dẫn đâu. Không lẽ con cứ ở nhà để chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau sao? Nếu cuộc sống hôn nhân như thế thì con cũng không muốn lấy vợ nữa. Trời ơi, con tôi, chồng tôi, sao gia đình tôi lại ra thế này? Có chuyện gì thế con? Mẹ ơi, gia đình con tan nát rồi. Con phải làm sao đây? Con à, nếu gia đình thiếu vắng Thiên Chúa thì không có tình yêu và hạnh phúc được đâu con. Nếu chồng con đã sa ngã phạm tội thì con phải cầu nguyện thật nhiều để Chúa sẽ biến đổi chồng con. Vì hạnh phúc ở đời này thì mau qua, chỉ có Thiên Chúa mới mang lại hạnh phúc thật cho con người, con ạ. À, vậy bây giờ con phải làm gì hả mẹ? Con hãy nâng đọc kinh cầu nguyện, dâng thánh lễ, lãnh nhận bí tích giải tội thường xuyên, lắng nghe và sống lời Chúa dạy. Nhất là trong mùa Giáng sinh sắp tới này, hãy xin Chúa ở trong gia đình và xin người ban ơn hoán cải cho chồng con để nuôi dạy con cái nên người. Gia đình hạnh phúc khi thực sự có Chúa ở cùng. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Trước những sóng gió của cuộc đời, nếu chúng ta bình tâm, tin tưởng và lắng nghe lời Chúa thì Thiên Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta đi trong đường lối của Người. Quả thế, Tin Mừng đã nêu bật hai mẫu gương của gia đình thánh gia. Con một Thiên Chúa là Đức Giê-xu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha, xuống thế làm người trong lòng Trinh Nữ Maria để cứu sống con người. Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giô-xê đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Mừng vui lên, mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà, Thiên Chúa hằng ở với bà. Hỡi Maria xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giê-xu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa
vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ chỉ vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và chiêu đãi người sẽ vô cùng vô tận. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vỡ trời. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng đấng tối cao sẽ rượt bóng trên bà. Vì thế đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kia Isa-phê chỉ họ bà, tuổi đã già thì nay đã mang thai, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền. Được thiên thần truyền tin cho Đức Maria thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, thì Thiên Chúa cũng cho thiên thần báo mộng cho ông Giuse biết ý định của Ngài nơi ông. Giuse đã nhận ra thánh ý Ngài và đã đón Maria về nhà mình. Hai người sống chung dưới mái ấm gia đình trong sự tôn trọng và yêu thương nhau, dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa và sống trọn vẹn cho sứ mạng dưỡng nuôi Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Maria, anh về rồi nè. Ồ, anh đã về đấy à. Maria,
Em có hạnh phúc không? Giuse à, em rất hạnh phúc vì em được cưu mang đấng cứu thế. Anh cũng hạnh phúc khi được làm cha nuôi đấng cứu thế đấy. Anh đi làm và sẽ dành một khoản tiền để chuẩn bị cho ngày Giê-xu chào đời nè. Em đã dọn cơm xong rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi anh. Maria và Giuse đang sống bình yên trong ngôi làng Nazareth thì bỗng nhiên hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong toàn đế quốc Roma. Bởi thế, Giuse từ Nazareth miền Galilee lên thành Bethlehem miền Juda để khai tên cùng với người vợ đã đính hôn là Maria. Loa, đây là tin mới nhất. Hoàng đế Augusto ra chiếu chỉ khẩn cấp, truyền lệnh kiểm tra dân số trong khắp cả vùng. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Loa. Maria, em có mệt lắm không? Chúng ta đã đi suốt một ngày đường rồi. Hay là chúng mình kiếm chỗ nào nghỉ chân một chút? Giuse ơi, chúng ta sắp tới Bethlehem chưa anh? Em cũng thấy mệt, nhưng chúng ta phải cố gắng đi tiếp vì trời sắp tối rồi. Em uống ngụm nước đi, rồi chúng ta đi tiếp. Vì chúng ta có Chúa cứu thế đi cùng mà, đúng không em? Vâng, em nghĩ rằng đấng cứu thế mà chúng ta đang mong đợi, người sẽ giải thoát nhân loại khỏi đau khổ và sự chết bởi tội lỗi. Ồ, Maria, nhìn kìa, ánh sáng đã hiện ra chói lòa phía trước chúng ta kìa. Chúng ta sắp đến Bethlehem rồi. Giuse à, em muốn nghỉ chân một chút. Có lẽ Giê-xu sắp chào đời đó anh à. Vậy để anh kiếm quán trọ để chúng ta nghỉ qua đêm. Anh thấy hình như phía trước kia có một quán trọ. Chúng ta đến xem sao. Chủ quán ơi, chúng tôi từ phương xa đến, cần thuê một chỗ trọ. Xin chào quý khách. Quý khách muốn kiếm phòng trọ hả? Dạ có ngay. Phòng trọ của em ở đây à, vừa tốt vừa rẻ nhất vùng này, chỉ với 10 đồng một đêm thôi. Xin lỗi, tôi chỉ có 3 đồng thôi. Có thể cho tôi và vợ tôi một chỗ trọ qua đêm nay được không? Vì vợ tôi cũng sắp sinh rồi. Úi dào ơi, chỉ có 3 đồng, vợ lại sắp sinh đẻ, thế mà cũng dám gõ cửa phòng trọ kia đấy. Thôi, sinh nở trong nhà tôi thì đen đủi lắm, xin mời anh chị đi chỗ khác cho. Gia nhân đâu, tiễn khách. Ông làm ơn cho vợ chồng chúng tôi thuê phòng trọ qua đêm. Vợ tôi lạnh và mệt quá rồi. Trọ đêm à? Quán trọ của tôi hết chỗ rồi. Thôi, anh chị đi tìm chỗ khác mà thuê. Tôi xin ông rủ lòng thương giúp đỡ. Chúng tôi đã đi suốt ngày, nhà tôi lại sắp sinh con. Xin ông làm ơn cho chúng tôi một chỗ nghỉ qua đêm nay thôi. Ô hay, sinh đẻ là chuyện của anh chị, có liên hệ gì đến tôi chứ? Chúng tôi không còn chỗ, mà nếu còn chỗ thì cũng... Mà thôi, mời anh chị đi mau cho. Maria ơi, người ta đã khước từ con Thiên Chúa. Thôi chúng ta ra ngoài cánh đồng kia tìm một nơi nào đó để nghỉ tạm đêm nay. Vì đấng cứu thế làm người chấp nhận hoàn cảnh khó khăn nhất em à. Cố gắng lên em. Vâng, dù mệt em vẫn thấy hạnh phúc, Giuse à. Và rồi đêm ấy, giữa trời mùa đông yên lặng, ngoài kia, nơi cánh đồng gió rét,
Từng cơn thổi đến, màn đêm đã bao trùm vạn vật. Đám mục đồng sau một ngày làm việc mệt nhọc đã lùa chiên vào chuồng và họ chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng có tiếng thiên thần báo cho họ: Đấng cứu thế đã giáng sinh và Ngài nằm trong máng cỏ.